Ôi giời, sao chó cắn nhiều thế nhỉ? Kìa, ngươi! Ngươi, đứng lại! Mày vào đây làm gì? Tao gọi anh Hùng đây bây giờ! Đứng lại! Mày! Tao gọi anh Hùng! Đi ra ngoài! Sao đây nó lại dắt con chó nào ở đây nhỉ? Chó, đó. Phải có anh Hùng lên. Mày, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, mày. Phải nhốt mày vào này. Phải có anh Hùng lên đã. Anh Hùng lên ngay nhá. Thịt chó anh nhầm con Cookie nó dẫn con chó lại nên cắn chó nhà mình anh ạ. Anh lên nhanh nhá. Vâng. 2000 years later. Ôi giời. Đâu em? Đâu? Hùng Y đâu? Hùng Y chạy rồi. Ui ôi. Con gì đây? Này con chó anh ạ. Nó cắn chó. Ui giời chết rồi. Nó cắn gấu tuyết. Ui. Nó cắn ngáo kỳ xùi lông rồi. Gấu tuyết của anh đâu? Gấu tuyết của anh vẫn ở trường. À đây mày vẫn nhốt. Thế sao con này làm im thế này? Em không biết. Hả? Sao nó làm im vậy? Thế sao mày bảo chó giữ vào cắn chó nhà? Thì nó dẫn vào chiều cắn chó nhà nhưng chắc nhà gì mà nó làm im như này? Chắc con này nó nhìn thấy con này. Đấy, này gặp ngáo nó còn không làm gì này. Em này chắc lại lừa anh đúng không? Chó của Dương mua về đâu em lừa anh là Húc Ghi gì? Húc Ghi đến mà. Thật không? Thật, nó chạy nó kia rồi. Chạy đi rồi á? Thế tại sao thằng Húc Ghi nó lại dẫn con này vào đây? Hai thằng Húc Ghi ăn trộm chó ở đâu đi định? Nó dẫn vào cắn chó nhà thật mà anh. Cắn gì đây? Con ngáo nó có sao đâu đây? Con ngáo nó còn đi ngang qua đây nó còn sao đâu? Anh biết rồi, giống gì vậy? Con này thì là Húc Ghi đấy, em không biết à? Đây đây nhìn giống ngáo đấy, con này Húc Ghi mà. À quên. Nhầm chân. Húc Ghi. Anh lại Húc Ghi, Húc Ghi là quái vật em. Nhưng mà nó có cắn không nhỉ? Từ từ nhá, xem nào. Ngáo đi ra xem nào để tao xem con này là con gì. Sợ nó cắn lắm em ạ. Con này khả năng hơi nguy hiểm. Xem nào. À đậu vào nó không sao này em này. Con này có vẻ hiền này. Đang mệt đấy. Mệt à? Cái phán đoán của anh ấy thì 100% là con chó này là thằng Đà Đại Húc Ghi nó bắt được ở đâu. Khả năng là nó đi ngang qua đây thì phát hiện ra hả? Vâng nó nhưng mà chắc nó dẫn mà cắn mà. Nhưng chắc nó hiền nó không cắn con này. Nó mệt rồi. Chết rồi. Còn sao không? Anh thấy nó mệt mỏi lắm. Hai con này ốm không? Em bạn này. Ồ, không không em ơi, con này chó cái. Con này chó cái. Chắc chắn chó cái. Có sao không con? Ui, thấy nó mệt lắm, không biết nó có cắn không? Anh vuốt được không? Anh vuốt thử nhá. Thôi nó cắn đấy. Hả? Nó cắn đấy. Anh sợ nó mệt, nhưng mà anh thấy hình như nó đang mệt em ạ. Đánh vuốt này, đang ngủ này. Đừng cắn tao nhá. Đấy. Ui, nó hiền lắm em ạ. Đây nó có cắn đâu. Đấy, ngáo này cứ le ve le ve. Nhưng mà mày cấm đi trông hay. Thôi. Nó không cắn nhau là may rồi em ạ. Anh sợ con này vào đây nó cắn bọn ngáo này. Anh nhìn lông này anh tưởng nó cắn tơi bời lên cơ. Ôi giời. Mày làm anh hết hồn chạy em hết lên này. Mình đang ra như thấy chó nó cắn này. Nhưng mà con này anh đích thị là không phải là nó dẫn vào đây mục đích là cắn ngáo mới lại gấu tuyết đâu. Mà khả năng là anh nghĩ là đúng là thằng Trà Lạ Húc Ghi ấy. Nó tìm được con này đâu ấy. Nó đi ngang qua đây chẳng may bị bắt thì là nó sợ mới chạy thôi. Đây này nhìn nó mệt như này chứng tỏ là thằng Giả Lãng Ghi nó kéo một cái quãng đường rất dài em hiểu không? Theo phán đoán của anh là như thế còn không biết phải không? Hay là thằng Húc Ghi nó không nuôi được chó nó mang nhờ anh em mình nuôi không? Đi đi ra xem con nó ở đây à? Nó chạy ở đấy mà anh. Đưa đây máy soi đi anh cầm nhá. Nhà xem. Đèn tứ anh. Thế thì khả năng nó lại chạy cái lối cũ rồi. Đèn em tối om nhìn. Em sợ anh. Khả năng nó đi cái lối kia rồi. Khả năng nó đi cái lối cũ rồi. Trong này thằng này ra anh ra tới kia em dọa anh cả. Hả? Ừ. Không biết chứ. Nhưng vớ nó được em cứ quay. Rồi nha. Vớ đi lối nào anh? Đây. Em ra đây em không đuổi nữa. Mày đi trước đi. Sợ. Làm gì có à? Nó ngồi nắp đây nghe anh em. Sao nào? Ui, nó à? Không phải em trêu anh ấy. Mày tròn chắc mày
mày tròn đúng không? Không phải, nãy nãy nó ra thật đi. Đây đích thị là một con ngáo hút kỳ rồi. Ui. Ngáo đang ngửi ngửi này. Con này nó rất mệt em, con này nó rất mệt. Nhưng mà sao lông con này nó màu vàng ấy nhỉ? Ui, ui ơi. Ui ơi, nó gừ gừ. Nó định cắn em ạ. Vâng, có khả năng thôi anh em mình. Nuôi ra thì không nguy hiểm ạ. Con này tại sao mắt nó màu đỏ nhỉ? Xong là người nó màu vàng nhá. Đây, ui nó thở này. Ui rồi. Ui nó thở này, nè, nè, nè. Ui, kính thế. Con này trông có vẻ nhỏ hơn ngáo nhưng mà con này con cái đây này, bụng nó có ấy này. Bây giờ anh em mình sẽ nhốt con chó này ở đây. Xong mai anh em mình sẽ điều tra xem là con chó này của ai. Không. Biết đâu nó lấy trộm của ai, anh em mình có đi giải không? Nhưng em nghĩ kiểu gì tí nó vào mất chó, kiểu gì mai nó vào đây tìm. Bây giờ đi mua cái gì cho ăn không, nó đói em phải không? Trông có vẻ như là đang mệt lắm rồi này. Đấy. Ngáo trông vẫn khỏe này mà. Con này khả năng không đánh được ngáo đây em ạ. Nếu mà trông cái tình trạng này thì không thể đưa vào đây cắn con ngáo được. Chỉ có ngáo cắn lại thôi. Thế con này chứng tỏ là nó rất từ đâu về rồi. Mai anh em mình phải gọi là điều tra để giải em hiểu không? Tố làm sờ được nó này. Thôi nó cắn đi. Mày đi đánh sờ đâu? Nó cắn mất rồi. Ê ngáo anh sờ thoải mái đi. Ngáo nó sờ nhà con này. Rồi mày đấy anh sờ thử nhá. Cùng lắm thì mai như này. Nha. Bình tĩnh nhá. Tao là người thân nhá. Ui, anh sợ lắm em ạ. Thôi anh chạm một cái nhá, xem là mày gì đấy, mày đấy nó tỉnh rồi đấy. Con ngáo này mình cứ định sờ cái là nó ra, nó như kiểu là nó không cho sờ, chứng tỏ nó bảo vệ em ạ. Đấy, thấy chưa, thấy chưa, ngoan luôn đấy. Phải nhẹ nhàng, chó phải âu yếm nhẹ nhàng này nó mới không sợ chứ. Thôi được rồi, để đi kiếm cái gì cho nó ăn thôi, cho nó làm này. Tôi cứ xích đây nhá, cho con ngáo nó đi cạnh để nó bảo vệ luôn. Ok nhá, mình đã mua được xúc xích rồi. Bây giờ cảm giác con chó này nó rất là mệt mỏi này các bạn này. Đấy, không biết nó có ăn được không thôi. Nhưng mà ngáo út kia lại trông thế này rất hay đứng bảo vệ nhé. Đấy, cứ kiểu đứng cạnh luôn. Đấy, không rời luôn. Hay là con này mới ngáo lại thích nhau rồi nhỉ? Nam nhỉ? Vâng, anh nuôi rồi. Ở đây mày ấy để anh cho nó ăn đi. Vì ông ngáo này có phải của ông đâu mà ông mặt chó này. Nhìn giống Nam. Không. Đây con Nam cái này. Em anh cho con này 2 cái nhá. Còn đâu em 3 cái. Cho con này 2 cái, cho ngáo 2 cái, còn một cái này thì chỉ cho sao con dấu tiết. Chích thường cho em ảnh. Em ăn kem rồi. Ăn nhanh thế. Cảm ơn tao nhá. Ăn nhanh nhanh. Ăn nhanh một đêm mà trông người yêu nhá. Rồi. Ôi. Cũng đói anh nhỉ. Rồi, ăn rồi em ơi. Khả năng là nó đói đấy. Con ngáo này mày cứ tranh của bạn đấy nhỉ. Ăn nhá. Mày ăn một cái là gì? Con này nó ăn thỏ thẻ nhỉ. Con này thấy ăn rất thỏ thẻ nhỉ. Đi. Ăn đi con. Ngon không? Ngon không? Khả năng nó đói em ạ. Khả năng nó đói. Không ăn được cái này. Sắt. Thôi được rồi. Thế nhá, nghỉ. Nghỉ đi. Nhờ tưởng nó không ăn nên mua ít quá các bạn ạ. Khả năng là tí này mua tiếp. Thôi còn một cái cho gấu tuyết nó ăn. Nó khổ thân quá. Cho moi một xúc xích nhá. Ui giời, ui giời. Thôi nha, ăn xong ngủ đi nhá. Ngáo ở đây trông nhá. Đấy các bạn nhìn con chó lạ này. Con này cũng là dòng Husky luôn. À quên nhầm, mình cứ nhầm Husky. Con này là dòng Husky. Đấy, Husky mới ngáo này. Đấy. Buộc ở đây có an toàn không em ơi? Có anh. Hả? Có. Hay chó ở trong phòng? Thôi rồi, vào trong này bệnh. Bạn à, thôi cứ để đây nhá. Đêm nay em không ngủ nữa. Đêm cho em đứng đây nhá. Đó. Chỉ đứng đây thôi. Ok. Kia có camera chiếu ở kia rồi, không sợ. Em đứng như thế này này. Đứng này nhá. Vâng. Đấy, em cứ đứng nhá, bây giờ anh vào đây. Có gì gọi nhá. Ok, mình đã phân giao cho Nam Ngố là phải trông trực con chó lạ này nhá. Hiện tại thì chưa biết là nó như thế nào nên là tạm thời tối nay cứ phải để ở đây đã. Sáng mai anh em mình sẽ đi điều tra xem cụ thể cái con chó này là thằng giả lại Husky nó rất từ đâu về. Hay là nó lại ăn trộm của ai đấy, mình phải đi giả lại cho người ta nhé. Đó. Còn nếu mà không biết là của ai thì mình sẽ để đây mình nuôi, ok. Thôi, đi vào nhà đã, mệt quá.